Hôm nay mình nhận được một chiếc Sony Alpha Nick 5R của một bạn khách. Khi mình mở ra kiểm tra thì thấy là cái mặt ống kính này khá là bẩn, các bạn có thể nhìn thấy. Mình chưa cả vệ sinh luôn đấy. Trên thực tế thì mình đã làm một cái video về nói về cái vấn đề là các bạn không giữ gìn cái vệ sinh mặt trước của cái ống kính, dẫn tới là ống kính nó bị bẩn như thế này, nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh rất là lớn luôn đấy. Thì các bạn sẽ thấy được là chất lượng hình ảnh nó kém đi, các bạn nâng cái máy khác. Nhưng đôi khi không hẳn là do cái máy này nó bị xuống cấp hay như thế nào đấy, mà các bạn không vệ sinh cái ống kính thôi. Để cho các bạn dễ hình dung nhất thì mình chỉ cần chụp ngược sáng như thế này thôi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ lau cái mặt trước của ống kính này cho các bạn xem nhé, và chụp cho các bạn một kiểu tương tự. Ở đây thì mình hay sử dụng một cái gói khăn như thế này. Mỗi lần cái khăn này lau nó chỉ được vài lần thôi, nhưng mà khi mà lau xong nó sạch hơn rất là nhiều luôn. Và mình cũng không hiểu vì sao mà các bạn sử dụng cái tay các bạn hay chạm vào cái này thế. Cái này nó giống như cái mắt của người chúng ta. Mỗi buổi sáng thức dậy các bạn đều phải đánh răng rửa mặt đúng không? Trong quá trình rửa mặt thì các bạn cũng đều phải rửa mắt các thứ. Thì rõ ràng cái máy ảnh cũng thế, các bạn coi nó như là một cái mắt của chúng ta thì cũng vệ sinh sạch sẽ nó trước khi chụp thì nó sẽ cho ra những cái bức ảnh nó tốt. Bây giờ mình chụp thử một cái kiểu ở trên cái góc nhà như thế này cho các bạn xem. Đây là hai bức ảnh chụp trước khi lau và sau khi lau ống kính. Đầu tiên nhìn tổng thể thì các bạn sẽ thấy bức ảnh ở phía dưới sáng hơn một chút. Về lý thuyết thì bụi bẩn và những cái vết vân tay ở mặt trước ống kính có thể cản sáng mà máy ảnh thu được, nên có thể bức ảnh sẽ tối hơn. Nhưng mình nghĩ là hai tấm này thì do máy đo sáng không giống nhau nên ảnh có sự khác nhau rõ ràng như vậy. Về màu sắc thì ảnh ở phía dưới có cảm giác trong và rõ nét hơn. Vẫn là hai tấm hình trên, chúng ta zoom vào một chút. Các bạn để ý cái vùng mà mình khoanh tròn màu xanh lá ở ảnh chụp từ thấu kính bị bẩn, nó có ám một màu xanh nhẹ. Việc này là do ánh sáng đi qua thấu kính của ống kính, nhưng vì ống kính bị bẩn dẫn tới hiện tượng lóa sáng. Trong ngôn ngữ nhiếp ảnh thì nó gọi là halo hay còn gọi là flare. Hiện tượng này thường gặp khi chúng ta chụp một thứ gì đó có nguồn ánh sáng mạnh đối diện với máy ảnh. Trong trường hợp này, nguồn sáng mạnh kia chính là cái bóng đèn các bạn nhé. Các ống kính tốt sẽ giảm bớt hiện tượng flare hay halo này. Nhưng có một số trường hợp chúng ta sẽ áp dụng và tận dụng hiệu ứng lóa sáng này để chụp chân dung khá là ok. Nhưng mình sẽ không bàn tới cái vấn đề đấy ở trong video này. Tiếp đến mình sẽ phóng lớn tối đa các bức ảnh này lên để chúng ta kiểm tra độ nét. Các bạn sẽ thấy bức ảnh bị hiện tượng lóa sáng có cảm giác hơi mất chi tiết một chút, độ tương phản thấp hơn. Nó giống như kiểu các bạn chụp ở một buổi sáng sương mù nào đó. Tổng kết lại thì những bụi bẩn, vết vân tay trên ống kính có ảnh hưởng tới bức ảnh mà các bạn chụp ra dù ít hay nhiều. Vì vậy lời khuyên duy nhất cho các bạn là hãy nên vệ sinh, bảo quản sạch sẽ ống kính của các bạn, kể cả điện thoại. Chúc các bạn chụp ra những bức ảnh như ý. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo khi mình trên tay những sản phẩm khác.